xin giới thiệu với tất cả mọi người một mẫu xe tải nhỏ tải trọng 1 tấn đến từ thương hiệu DFSK. Dòng xe tải thương hiệu DFSK thì tất cả mọi người đều biết, một dòng xe rất là thương hiệu và nổi tiếng, cho nên là chất lượng dòng xe rất là tốt. Và hôm nay đây thì là tôi vừa giao một chiếc xe này cho anh khách hàng ở trên tỉnh Điện Biên, anh Phạm Tiến Cường. Xin anh Cường có thể cho một vài cái nhận xét là trước khi mua cái dòng xe này ạ, thì anh có tìm hiểu những dòng xe nào chưa ạ? Rất nhiều loại dòng xe rồi. Dạ. Tôi rất thích cái dòng xe này. Và anh thấy cái dòng xe này như nào ạ? Nói chung là đẹp rồi, ưng ý với dòng xe tải nhẹ là chuẩn rồi. Dạ. Vâng. Thì đây là một trải nghiệm của một khách hàng, đó là anh Phạm Tiến Cường ở trên Điện Biên. Và anh cách Hà Nội rất là xa nhưng mà anh cũng vẫn về Hà Nội để mua chiếc xe này. Và đây là cháu Phạm Tiến Đông, là con trai của anh Phạm Tiến Cường. Cháu Phạm Tiến Đông sẽ là người trực tiếp lái chiếc xe này. Và buổi chiều ngày hôm nay thì cháu Phạm Tiến Đông cũng đã chạy thử rất là nhiều lần. Trước khi mua chiếc xe này thì cháu Phạm Tiến Đông cũng đã đi xem một số dòng xe khác và lái thử, nhưng cơ mà cũng không ưng ý. Và sau khi lái thử chiếc xe này thì cháu Phạm Tiến Đông đã rất là ưng ý chiếc xe này, và thấy rằng nhận xét rằng là nó ngon hơn rất nhiều cái dòng xe cùng phân khúc 1 tấn của một số cái hãng khác. Đông ơi, cho chú hỏi là cháu khi mà cháu lái thử chiếc xe này thì cháu cảm nhận đến chiếc xe này như thế nào? Ổn ạ. Ổn à? Không tiền đấy là ổn. À, thì chú được biết là như cháu có nói rằng là trước khi mua xe này cháu cũng có đi lái thử một cái dòng xe khác, thì đó là cái dòng xe gì nhỉ? Đông Ben Trường Giang. Đông Ben Trường Giang à? Thì nếu mà giữa lái thử cái xe đó và cái xe này thì cháu cảm nhận hai cái sự khác biệt nhau như thế nào? Xe này là ổn nhất trong phân khúc đấy. Thế về mặt nội thất thì cháu có nhận xét gì? Cái này được cải tiến rất nhiều. Và tôi xin quay chi tiết về nội thất chiếc xe K01S này. Trước hết thì đây là chiếc khóa điện, chốt mở cửa bằng khóa điện các bạn nhé. Đây tôi bấm này thì các bạn sẽ nhìn cái đèn xi nhan nhỏ kìa. Đấy, xi nhan nhỏ cho đấy nó sẽ nháy sáng. Đấy là tôi đang chốt mở cửa bằng khóa điện. Thì đây là một cái cải tiến rất là mới của dòng xe K01S này. Các xe tải thì mọi người đều biết rằng là nó chưa có khóa điện đúng không ạ? Nhưng mà riêng con này thì đã có chốt mở cửa bằng khóa điện. Và cái này thì chỉ có ở những xe du lịch mới có thôi. Và sau đây thì xin mời các bạn xem nội thất bên trong ạ. Nội thất bên trong rất là đẹp và rất là hiện đại phải không các bạn? Thì một cái khoang cabin các bạn thấy rất là rộng rãi. Và trần cũng rất là cao. Với một người mà cao khoảng tầm 1m75 đến 1m8 thì vẫn có thể ngồi thoải mái. Và option con xe này thì đây tôi vào trong chi tiết bên trong này. Chứ hết là vô lăng 3 chấu. Vô lăng này là đã có trợ lực điện rất là nhẹ đấy các bạn này. Đấy, quay rất là nhẹ một tay này. Đấy, trợ lực điện rất là nhẹ. Đấy, hoàn toàn có thể điều khiển bằng một tay ra một tay. Và màn hình đã trang bị màn hình Android như là xe du lịch. Và cái màn hình này thì có kết nối Bluetooth và kết nối Wi-Fi. Các bạn có thể nghe nhạc và nghe YouTube. Và điều hòa đây ạ, điều hòa là điều hòa hai chiều, chiều nóng chiều lạnh các bạn nhé. Và đây là các nút điều khiển của chiếc xe này đều được mạ chrome, trông rất là sáng và rất là đẹp. Đây là cần số này là gồm có 5 số tiến 1 số lùi. Và có một điểm nữa đó là chiếc xe này là lưng hạ kính bằng điện các bạn nhé. Để tôi hạ kính cho các bạn nhìn này. Đấy, lưng hạ kính bằng điện đó, các bạn thấy không, cả bên lái và cả bên phụ đều là lưng hạ kính bằng điện. Đây là cái nút AC điều hòa này. Đấy, thì ở đây có một cái đặc biệt là cái AC này, nếu như các bạn mà hạ kính, các bạn hạ kính cửa xuống thì cái nút AC này nó sẽ tự động ngắt. Đấy, về nó hiểu mặc định rằng là các bạn đã mở cửa thì các bạn không có nhu cầu bật điều hòa, và cái này nó tự động nó ngắt và các bạn có ấn nó xuống nó không chạy. Chỉ khi nào các bạn lại phải đóng kính lên thì nó mới lại tiếp tục bật cái nút AC này. Đấy, và camera hành trình. Đây là chiếc camera hành trình các bạn nhé. Đấy, nắp giấu ở phía sau sau gương chiếu hậu. Rất là kín đáo và rất là đẹp. Và đây tôi bật camera hành trình để các bạn xem ạ. Đấy, camera hành trình này. Đấy, tích hợp trực tiếp trên màn hình Android của chiếc xe này luôn. Xe này cũng đồng thời có cả camera lùi luôn.
Đó các bạn thấy không? Tôi vào số lùi thì là chiếc xe này đã được tích hợp cả camera lùi ở trên màn hình Android này. Đấy, bên này là cái gạt đàn các bạn này. Đấy. Đấy, và đây là cái nồi thuốc và đồng thời là sạc điện thoại. Đối với phiên bản này về option thì tôi cho rằng đã được cải tiến rất là nhiều. Đối với dòng xe tải nhẹ có tải trọng 1 tấn đến từ thương hiệu DFSK, nhãn hiệu K01S này thì có 3 phiên bản thùng. Đó là thùng kín, thùng mũi bạt và thùng lửng. Về màu sắc thì có 2 màu, đó là màu trắng và màu xanh.